Bây giờ mình giới thiệu qua cái bài tiếp theo là của bạn Đỗ Ngọc Trà My, là Head of Insight Marketplace Strategy của Grab Việt Nam. Mình không cần phải giới thiệu công ty này, ai cũng biết rồi đúng không ạ? Thì My sẽ đi vào một cái special case của BA là trong Grow Marketing. Rồi, xin nhường lại khán đài cho My. Cảm ơn thầy Ngã. Bài của chị Bắc hay quá, em nghe ngẩn ngơ quên mất là mình phải trình bày luôn. Chào mọi người, chờ mình chút xíu để mình share screen. Không biết mọi người có thấy screen của em không ạ? Rồi. Chào các anh chị và các bạn đã tham gia cái webinar ngày hôm nay. Và thực sự là cảm ơn Gematech và DigiForce đã tổ chức một cái webinar này để mình và các anh chị và data lover cùng được tham gia và chia sẻ nhiều cái mảnh ghép của data ở trong một cái mô hình doanh nghiệp như thế nào. Thì hồi nãy chị Bắc có chia sẻ một cái góc nhìn rất là tổng quát về BA. Thì phần của mình thì mình xin chia sẻ là một cái ứng dụng rất là cụ thể của BA ở trong Growth Marketing. Mặc dù là mình đến từ Grab, mọi người đều biết Grab là mình sử dụng Big Data và rất là nhiều, nhưng mà mình quyết định là hôm nay mình sẽ mang tới một cái case study của một cái doanh nghiệp SME, một doanh nghiệp vừa vừa và nhỏ, để mình muốn showcase là BA được ứng dụng rất là rộng rãi từ những công ty có một lượng data rất là lớn, high tech như là Grab, cho tới những cái doanh nghiệp hiện tại mình có thể đang vận dụng truyền thống nhưng mà có thể tổ chức ngược lại để sử dụng BA trong trong việc ra quyết định của mình. Thì trước khi mà mình đi vào cái case study á, thì tại vì hôm nay mình nói về ứng dụng của BA vào growth marketing nên mình cũng muốn chia sẻ lại một chút xíu cái định nghĩa về growth marketing để mọi người có cùng cái hiểu giống như nhau trước khi mình bắt đầu ha. Thì growth marketing hay còn gọi là một số công ty gọi là growth hay growth hacking, nó xuất phát từ nhu cầu của công ty là muốn đạt được cái mục tiêu tăng trưởng về doanh số, tăng trưởng doanh thu trong một cái mức chi phí hiệu quả. Thì một công ty để mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng á, thì tất cả những cái thành phần chính ở trong đó cũng phải đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng này. Thì những cái thành phần chính như về sản phẩm, về kế hoạch truyền thông, kế hoạch phân phối hay là cả cái cấu trúc chi phí của họ cũng phải rất là hiệu quả để cùng đóng góp vào cái mục tiêu tăng trưởng này. Thì những công ty mà thì cái hiệu quả đó, thì cái hiệu quả như thế nào gọi là hiệu quả? Thì với những công ty mà đi theo hướng là growth á, thì cái hiệu quả đó là cái mà họ sẽ đo lường liên tục bằng cách là những cái kế hoạch kinh doanh, những cái phương án kinh doanh nó đều được thực hiện theo hướng thử nghiệm, liên tục thử nghiệm để đo lường xem phương án nào là phương án tốt hơn và nó tối ưu hóa liên tục. Thì để mà đo lường được cái đó thì mọi người nghĩ là cái thông tin nó lấy từ đâu? Thì cái thông tin của những công ty này sẽ lấy trực tiếp từ những cái phản hồi của người dùng, và những cái phản hồi đó sẽ được đúc kết thành những cái market insights, thành những cái thông tin hữu ích cho của thị trường, cho doanh nghiệp ha. Thì nói tóm lại thì growth marketing chính là việc sử dụng những cái thông tin của người dùng đúc kết lại thành những cái insight doanh nghiệp, và những cái insight này sẽ được dùng để adapt cho product, sẽ được dùng để xin lỗi mình quên mất cái từ tiếng Việt. Cái market insight này sẽ được dùng để mình điều chỉnh lại về sản phẩm, về kế hoạch, về cả kế hoạch truyền thông, và cả kênh phân phối, về cả cách mình sử dụng cái chi phí luôn. Và tất cả những cái này nó sẽ được kết hợp lại với nhau thành một cái chiến lược hoạt động. Cái chiến lược hoạt động này không phải là nó cố định, mà nó luôn luôn theo cái platform là thử nghiệm liên tục, so sánh các phương án với nhau và liên tục đo lường, đánh giá để tối ưu hóa cái hoạt động của mình. Thì đó là growth marketing ạ. Rồi thì nói tới đây là mình nghĩ là chắc là nó vẫn còn rất là lan man, đặc biệt là với những bạn mà chưa có đụng vào BA hay là chưa đụng vào growth marketing bao giờ. Thành ra là mình đưa một cái case study, mình vào cái case study luôn ha. Thì cái case study của mình hôm nay là về một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hồ Chí Minh. Đây là một công ty cung một cái trung tâm nghệ thuật, cung cấp những cái khóa học dạy nghệ thuật cho các bạn mà không chuyên nghiệp cho mục đích giải trí. Thì họ đang có bốn cái category là múa, hát, đàn và vẽ. Và trong đó thì họ phát triển rất là nhiều cái lớp học trong từng category đó. Hiện tại họ đang có khoảng chừng 15 môn học và có khoảng hơn 40 lớp học hoạt động trong một tuần. Thì mình nói tới đây chắc mọi người đều có thể hình dung ra được là với cái mô hình kinh doanh này thì cái doanh thu chính của họ là đến từ cái học phí mà học viên trả cho mỗi cái lớp học. Và cái chi phí chính
Có rất nhiều chi phí ở đây, mình liệt kê cái chi phí, những cái chi phí lớn ha, thì chi phí chính của họ, những cái fixed cost, những cái chi phí cố định sẽ đến từ cái việc thuê mặt bằng cho cái trung tâm nào hoạt động, những cái chi phí quản lý và mà mình trả lương cho nhân viên hàng tháng. Và ngoài ra cái chi phí cố định khác mà khá là lớn của AC là chi phí trả lương cho giảng viên, thì được trả theo từng cái lớp học, từng cái khóa học đó. Và cuối cùng là chi phí về marketing và promotion được trả theo từng cái chiến dịch. Thì với một người mà làm growth á, thì khi mình đọc một cái mô hình kinh doanh thì mình cần phải đúc rút ra ngay được là trong cái mô hình kinh doanh đó thì đâu là những cái chỉ số mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái doanh thu của một doanh nghiệp và đâu là những chỉ số nó ảnh hưởng tới chi phí, hoặc là những cái chính xác hơn là những cái chỉ số mà nó ảnh hưởng tới mức độ hiệu quả của chuyện sử dụng chi phí. Thì đối với AC, mình nghĩ là mọi người đều có thể rút ra rất là nhanh là cái chỉ số mà nó quyết định cái doanh thu của doanh nghiệp, của cái trung tâm nghệ thuật này. Thứ nhất là số lượng học viên mà họ có, càng nhiều học viên thì doanh thu sẽ càng cao. Thứ hai là cái số lượng lớp học mà mỗi học viên đăng ký, và cái thứ ba là cái học phí của mỗi cái lớp học đó. Đây sẽ là những ba cái chỉ số mà quyết định doanh thu của họ. Rồi những cái chỉ số mà quyết định về mức độ hiệu quả của chi phí thì tùy mỗi loại chi phí nó sẽ có mức độ, nó sẽ có những cái chỉ số để đo lường cái hiệu quả ha. Ở đây mình vì cái bài nó khá ngắn nên mình chỉ sử dụng những cái chỉ số mà nó dễ hiểu nhất, là dành cho những cái chi phí fixed cost, chi phí cố định. Thì ở đây vì họ phải trả tiền mặt bằng mỗi tháng đúng không, thì cái chuyện mà họ có thể tận dụng được hết 100% cái mặt bằng đó hay không, nó thể hiện cái chuyện là chi phí có được tận dụng tối đa hay không. Do đó cái chỉ số thể hiện mức độ sử dụng hiệu quả của mặt bằng, nó thể hiện bằng mức độ lấp đầy của mặt bằng, mình gọi là venue fulfillment. Hay là cái chuyện mà họ AC phải trả chi phí cho từng cái cho giáo viên theo từng lớp học, thì một lớp học đó giáo viên có thể dạy lên được 10 sinh viên, nhưng mà hiện tại chỉ có 8 sinh viên học, có nghĩa là cái mức độ lấp đầy của học của cái lớp học đó là 80%, và có nghĩa là họ đang sử dụng cái chi phí hiệu quả của chuyện trả cho giáo viên là khoảng 80%. Yeah. Tương tự như vậy cho chi phí về admin. Còn chi phí về marketing và promotion thực ra là nó khá là nhiều cái chỉ số để đo lường, nên bài ngày hôm nay mình sẽ không có focus vào cái chuyện đó. Dạ rồi, thì giới thiệu sơ lược về về cái mô hình kinh doanh của AC là như vậy. Và tình hình kinh doanh của AC như thế nào? Đây là cái chart về lợi nhuận của AC trong 13 tháng vừa rồi, từ tháng 3 năm ngoái cho tới tháng 3 năm nay. Thì các bạn ở Hồ Chí Minh hay ở Việt Nam đều biết là mình có khoảng một cái thời gian lockdown, là mọi thứ phải đóng cửa, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà hoạt động offline như AC. Thì cái khoảng thời gian từ giữa tháng 7 cho tới giữa tháng 10 là gần như không hoạt động được gì hết và vẫn phải chịu một vài cái chi phí. Do đó cái giai đoạn trước dịch họ đang hoạt động kinh doanh rất là tốt, cho tới khi bắt đầu có tín hiệu dịch và cho tới khi hoàn toàn lockdown là cái đường profit này nó xuống dốc. Và từ giữa tháng 10 là bắt đầu những cái hoạt động được mở dần ra, thì cái profit nó có đang phục hồi, nhưng mọi người thấy đó là nó vẫn đang ở rất là lơ lửng, không vẫn rất lơ lửng so với lại là cái mốc trước dịch. Mình nghĩ là cái sếp này chắc là nó cũng mình cũng thấy khá là nhiều ở rất là doanh nghiệp ở Việt Nam, mà mọi người đang phải suffer rất là nhiều với giai đoạn dịch. Thì cũng giống như là các doanh nghiệp đó thì AC đang ở một cái nhiệm vụ cấp thiết là làm sao có thể phục hồi lại được cái lợi nhuận của họ vào cái level trước dịch. Thì lợi nhuận nó là doanh thu trừ chi phí đúng không ạ? Nên mình nhìn vào doanh thu và chi phí nó như thế nào để nó tạo ra cái lợi nhuận thấp như vậy. Mọi người thấy ở đây là doanh thu sau khi mà họ mở lockdown từ giữa tháng 11 thì doanh thu đã quay trở lại, nhưng mà vẫn còn đang rất là thấp và đang rất là trồi sụp, gọi là nó đang stagnant so với cái mức độ trước dịch. Trong khi chi phí thì gần như là đã quay trở lại hoàn toàn rồi. Như vậy là đối với AC, cả chuyện doanh thu của họ đều đang không có phục hồi được và cả chuyện chi phí đang không có hiệu quả đã làm ảnh hưởng đến cái dòng lợi nhuận của họ. Nên mình cần phải giải quyết cả hai đầu này luôn, cả doanh thu và cả chi phí cùng một lúc thì mới có thể giúp họ giải quyết được bài toán về profit. Về doanh thu, mình nghĩ là AC hay là bất kỳ bạn nào mà hoạt động vận hành cái công ty của mình đều có rất là nhiều insight, đều có rất là nhiều thông tin về doanh nghiệp của mình. Khi mình mới nói tới cái chuyện là doanh thu bị rớt thì các bạn đã có thể đưa ra được rất là nhiều cái lý do, tại vì mình rất hiểu doanh nghiệp của mình vận hành nó mỗi ngày. Mình có thể đưa ra lý do là về khách hàng của mình họ
ví dụ như đối với AC đi thì ba mẹ còn chưa đi làm lại hoàn toàn nên không đưa con đi học được, đi học những cái trung tâm mua sắm này được, những cái trung tâm nghệ thuật này được, hay là họ vẫn còn đang e ngại dịch, có vô cùng nhiều lý do mà chắc chắn là các bạn mà vận hành doanh nghiệp sẽ hiểu rõ hơn mình rất là nhiều. Thì mình là một người ngoài, mình chỉ nhìn AC thông qua data thôi, thì mình sẽ nhìn nó ở cái khía cạnh như thế nào? Thì trong rất nhiều cái thông tin mà mình nghe được từ AC đó, mình sẽ chọn một cái lát cắt mà mình có thể đánh giá được, mình có thể quantify được, tức là định lượng được cái mức độ ảnh hưởng của nó, để mình xem thử đâu là cái chỗ mà mình cần phải ưu tiên mình giải quyết để giúp AC phục hồi được doanh thu nhanh nhất. Thì đối với AC, mình chọn một cái lát cắt phổ biến nhất của marketing là về users, về người dùng. Mình chia người dùng của AC ra làm 3 group. Group new student là học sinh mới vào mỗi tháng ha. Group repeating student của họ là group mà sinh viên họ, đây là những sinh viên giống như sinh viên trung thành, sinh viên mà quay trở lại rất là thường xuyên, học rất là nhiều. Và thứ ba là những sinh viên mà giống như là học thử thôi, họ học một lớp, hai lớp và sau đó họ leave, họ nghỉ. Thì nếu mà nhìn vào cái chart bên tay trái này, cái số lượng sinh viên từ trước và sau sau dịch, từ tháng 3 năm ngoái và tháng 3 năm nay, thì mình thấy là cái số lượng học sinh mà bị rớt nhiều nhất á, mình bị mất nhiều nhất là học sinh mới mỗi tháng và học sinh không thường xuyên. Còn học sinh màu cái cơ ô màu xám này là học sinh thường xuyên của họ, thì thật ra là đang quay trở lại gần như là hết rồi, gần như là đầy đủ rồi. Tuy nhiên nếu mà mình nhìn qua cái lens là revenue, doanh thu, thì tại vì AC mình đang đang xem là tại sao doanh thu của họ bị rớt đúng không? Thì mình nhìn vào cái lens doanh thu thì mình thấy là doanh thu của họ bị rớt chính là đến từ cái nhóm màu xám này, tức là cái nhóm học sinh thường xuyên. Trong khi cái nhóm màu xanh xanh dương nhạt và xanh dương đậm á, thì cái mức độ drop nó rất là nhỏ. Có nghĩa là học sinh thì nhiều đó, nhưng mà cái mức độ đóng góp vào doanh thu không có cao. Vậy tóm lại thì cái vấn đề chính yếu của AC hiện tại đó là những sinh viên, những học sinh thường xuyên của họ đã quay trở lại rồi, nhưng mà những học sinh này đang đang học ít hơn. Đối với AC là vì cái học phí của mỗi lớp họ không thay đổi, nên chắc chắn là cái chuyện spending less của sinh viên đến từ cái chuyện là học sinh học ít hơn. Cụ thể hơn là học ít hơn cái gì? Thì mình có thể trả lời luôn là học sinh của họ đang chỉ học một cho tới hai lớp, trong khi trước dịch họ học từ trên ba lớp. Và họ đang chỉ học có một môn học, trong khi trước dịch họ học từ hai môn học trở lên. Thì cái này nó đến từ cái khi mà mình layout, cái khi mà mình đưa cái mình vẽ cái phân bổ học sinh theo, mình group các học sinh theo số lượng môn học mà họ học và số lượng cái lớp học mà họ học, mình so sánh cái hình dáng đó vào tháng 3 năm ngoái và tháng 3 năm nay, thì mọi người sẽ thấy là cái chỗ nào mà cái vòng tròn nó nhỏ thu nhỏ lại thì chính là cái group học sinh mà mình đang bị thu nhỏ lại của năm nay. Thì cái group học sinh mà học một môn này hoặc là học một đến hai lớp học, nó gần như nó không nhỏ lại, và thậm chí bên này nó còn to hơn nữa. Mà cái vòng tròn mà nó nhỏ lại là những cái group học sinh học từ ba môn học, ba lớp học trở lên, và cái group bên này group học sinh học từ hai môn học trở lên. Thì mình ok, thì với cái insight này rõ ràng là AC nếu mà muốn phục hồi lại được gần như là cái doanh thu cũ của họ, họ sẽ phải một là tập trung lại vào cái group khách hàng thường, group học sinh thường xuyên, repeating student của họ, và phải làm sao để cross sell được cái group học sinh này đang học một hai lớp thì phải học lên được ba lớp trở lên, và đang học một môn học thì phải học được từ hai môn học trở lên. Thì cái đó là doanh thu, đó là về phía doanh thu ha. Còn về phía chi phí, mình chọn một cái phần chi phí lớn nhất của AC là chi phí về giảng viên để đánh giá trong cái bài này. Rồi, chi phí giảng viên thì như hồi nãy mình nói, nó thể hiện qua cái chỉ số là cái lớp có được lấp đầy hay không, class fulfillment rate. Ở đây mình layout tất cả các lớp học của AC, mỗi cái chấm này là một cái lớp học của AC, và mình đo lường cái chỉ số fulfillment rate của cái lớp đó, mình đo lường cái chỉ số lấp đầy của cái lớp học đó. Cái lớp học càng cao này có nghĩa là cái chỉ số lấp đầy càng cao, nó nằm trên cao. Còn cái nó càng xuống dưới thấp này có nghĩa là chỉ số lấp đầy càng thấp. Và ngoài ra thì để mà mình ưu tiên lại cái action plan của mình á, thì mình còn phân lớp học theo cái độ lớn của lớp học nữa. Thì những cái lớp học mà có doanh thu lớn, có lợi nhuận lớn thì đương nhiên là mình sẽ treat nó different, mình sẽ có những cái hoạt động khác. Còn những cái lớp học mà có doanh thu nhỏ thì mình sẽ ít ưu tiên hơn. Do đó mình dùng cái metric thứ hai là về doanh thu lợi nhuận tiềm năng của lớp học
để mình phân ra là những cái lớp học càng phía bên tay phải là những cái lớp lớp học mà có lợi nhuận tiềm năng càng cao, và những cái lớp bên tay trái là lợi nhuận tiềm năng càng thấp. Đó, thì đây là cái chart thể hiện tất cả các lớp học của AC hiện tại. Và khi mình đưa lên đây thì mình phân làm 4 cái nhóm. Và mỗi cái nhóm này mình sẽ có một cái chiến lược hoạt động khác nhau để giúp cho AC tối ưu hóa cái chi phí hoạt động của họ. Cái nhóm đầu tiên là cái nhóm mà tốt nhất của AC là cái nhóm bên tay góc bên tay phải như thế này. Là cái nhóm có lợi nhuận rất là cao và cái mức độ lắp đặt cũng rất là cao. Có nghĩa là với hoạt động bây giờ của AC là cái lớp này nó rất là chất lượng, nó đã tự động thu học viên rồi. Nên cái tỷ lệ lắp đặt của nó rất là tốt. Nên mình sẽ để cho cái nhóm này có nhiệm vụ là làm traffic builder. Traffic builder có nghĩa là trong những hoạt động marketing của AC để mà truyền bá ra bên ngoài, giới thiệu lớp học, thu học viên, thì đây sẽ là những cái group lớp học mà bản thân nó chất lượng rất là tốt để thu học viên vào, mà mình không cần phải làm quá nhiều, mình không cần phải spend quá nhiều chi phí về marketing. Okay. Cái group thứ hai là cái group mà bản thân nó chất lượng cũng rất là tốt nha, fulfillment rate của nó rất là cao. Tuy nhiên là vì cái design của cái lớp học đó nó khá là nhỏ nên cái lợi nhuận của lớp này khá là nhỏ. Nên cái nhiệm vụ của các lớp này mình quyết định là mình để nó thành venue maximizer. Có nghĩa là vì AC phải trả tiền mặt bằng hàng tháng đúng không? Trả tiền mặt bằng cố định hàng tháng. Thì sau khi mà họ đã lắp đầy cái mặt bằng đó với những cái lớp lớn ở đây, thì những cái phần slot nhỏ còn lại mình sẽ đưa những cái lớp này vào để đảm bảo là cái mặt bằng được tận dụng tối đa. Và những cái lớp này cái chi phí hoạt động của nó cũng hiệu quả, nó cũng được fulfill tốt, nó không gây rủi cho mình. Nên mình sẽ đưa nó vào để lắp đầy những khoảng trống còn lại. Rồi cái group thứ ba là group thú vị nhất của AC. Cái group này là cái group mà có lợi nhuận tiềm năng rất là cao. Tuy nhiên mình đang không có nắm bắt được cái lợi nhuận đó, tại vì cái mức độ lắp đầy của lớp còn đang thấp. Thì khi mà AC cần phải tăng revenue, cần phải tăng doanh thu, thì đây chính là cái group mà sẽ tạo ra doanh thu nếu như mình tăng được cái mức độ lắp đầy cho AC. Nên mình gọi nó là ngôi sao tiềm năng. Có nghĩa là những ngôi sao mà mình cần phải tìm cách để mình lắp đầy cái lớp học này. Mình có thể lắp đầy bằng cách là mình nâng chất lượng, mình đẩy thêm chương trình marketing để tuyển sinh cho những cái lớp này, hoặc là mình đưa thêm chương trình khuyến mãi để khuyến khích học sinh học thử những cái lớp này. Yeah. Và cuối cùng là cái group performance khá là không tốt, là lợi nhuận đang khá thấp mà fulfillment cũng đang khá là thấp. Có nghĩa là những cái lớp này lợi nhuận thì nhỏ mà hoạt động thì đang lỗ. Thì mình sẽ phải tìm cách để đưa những cái lớp này qua hai cái ô, either là hoặc là Growing Star hoặc là Venue Maximizer. Còn nếu như mà nó mãi mãi nó không thể nào mà dịch chuyển qua được hai cái ô còn lại á, mà nó vẫn nằm ở Lost Driver, thì bắt buộc mình sẽ phải xem xét mình bỏ luôn cái lớp này, tại vì nó chính là cái lớp mà gây ra việc hoạt động không có hiệu quả về chi phí cho AC. Dạ rồi, thì 10 phút vừa rồi mình vừa mới trình bày hai cái lá cắt về revenue và về doanh thu cho AC. Tổng hợp hai cái này thì giúp mình đưa ra một cái chiến lược marketing cho AC, làm sao để họ phục hồi được cái profit của họ một cách hiệu quả nhất. Mình dùng một cái framework rất phổ biến của marketing, job to be done, để tổng hợp lại cái chiến lược mà mình vừa mới đưa ra. Cái nhóm khách hàng mục tiêu mà họ phải tập trung vào bây giờ là cái nhóm repeating student, học sinh học thường xuyên của họ. Và may mắn là cái nhóm này khá là nhỏ nên họ có thể dùng những cái hoạt động chăm sóc khách hàng hiện tại của họ để có thể handle được cái nhóm này khá dễ dàng. Và việc mà mình cần phải làm với nhóm này chính là cross sell những nhóm này lên. Bây giờ họ đang học một lớp, hai lớp thì cần phải cross sell họ lên từ ba lớp trở lên, và phải cross sell họ qua môn học khác, học phải học được từ hai môn trở lên. Và không phải là cross sell toán loạn ha. Thì mình phải cross sell làm sao để cho cái chi phí vận hành cái lớp học sau này nó cũng hiệu quả được như vậy. Thì mình kết hợp cái lens về chi phí vào để mình quyết định được là mình nên cross sell họ đi đâu. Thứ nhất là cross sell họ vào cái lớp traffic builder, vì những cái lớp này bản thân chất lượng của nó rất là tốt, mình sẽ không cần phải spend nhiều chi phí để mình thu hút họ vào những cái lớp traffic builder. Cái thứ hai là nếu như mà mình có thể chạy khuyến mãi khuyến khích họ để vào được những group growing star, thì đây sẽ là cái group mà giúp mình tăng được cái revenue cho AC hiện tại. Và cuối cùng, nếu như mà họ đang ở những cái học sinh mà đang ở cái group mà Lost Driver, thì như hồi nãy mình nói đó, mình làm mọi cách mà mình không có thay đổi được cái group Lost Driver này, mình không có dịch chuyển được những cái lớp này á, thì bắt buộc mình sẽ phải bỏ những group Lost Driver này. Thì ngay từ bây giờ mình đã phải có những cái lớp thay thế để chuyển những cái học sinh repeating student này qua những cái lớp học khác,
mà dần dần mình sẽ bỏ luôn cái lớp loss driver để mình giảm cái chi phí hoạt động của mình. Thì đương nhiên là growth marketing mình không không chỉ dừng lại một cái slide strategy như thế này, mà sau khi mình đưa ra được một cái strategy thì mình sẽ phải tiếp tới cái bước là đưa ra cái kế hoạch triển khai. Và cái kế hoạch triển khai đó nó phải được thực hiện như thế nào để mình có thể liên tục mình đo lường được. Tại vì như hồi nãy mình nói growth marketing là mình sẽ phải liên tục đo lường cái kết quả và để mình có thể tối ưu hóa nó. Trong cái phần của cái ngày hôm nay thì mình không có cơ hội để mình đưa hết nguyên cái framework triển khai vào. Hy vọng là có một cái forum nào khác để mình có thể share được cái framework đó cho mọi người. Thì mình tóm lại là trong 15 phút vừa rồi mình đã trình bày cái quá trình ứng dụng BA và trong growth marketing của một cái doanh nghiệp mình nghĩ là khá gần gũi với mọi người, một cái mô hình kinh doanh khá là đơn giản. Thì BA nó được đồng hành với growth marketing như thế nào? Từ cái chuyện là growth marketing phải deliver được một cái mục tiêu tăng trưởng cho doanh nghiệp thì BA sẽ giúp để phân nhỏ cái mục tiêu tăng trưởng đó ra để xác định được đâu là cái phần ưu tiên mà mình cần phải giải quyết trước, và mình cũng định lượng được cái impact của nó khi mà mình giải quyết cái vấn đề đó. Rồi thì từ cái mục tiêu mình cần đạt được đó, mình sẽ triển khai nó thông qua mình cần phải có một kế hoạch triển khai, và kế hoạch đó thì mình được collect từ những cái insight mình có trên thị trường. Thì BA chính là giúp growth marketing phân tích những cái dữ liệu đó thành những cái insight hữu ích. Mình connect the dots lại, tức là kết nối những cái dữ liệu rời rạc lại với nhau, sâu chuỗi nó thành một cái câu chuyện rất là liền mạch và có ý nghĩa cho doanh nghiệp ra quyết định. Và cuối cùng là cái phần lên kế hoạch triển khai. Thì lên kế hoạch triển khai để mà đo lường được thì BA chính là cái tool để giúp cho mình đo lường được cái performance của cái kế hoạch của mình và liên tục so sánh, liên tục tối ưu hóa nó. Ok, thì với cái ví dụ của BA và growth marketing vừa rồi, mình hy vọng là mọi người thấy growth marketing nó không phải là cái gì nó quá xa lạ với mọi người, ngay cả trong SME hay trong một cái big corp, trong tech company hay non-tech company, thì growth marketing mình nghĩ nó là cái mindset nó đã được hình thành lên ở tất cả mọi nơi. Và thứ hai là BA thì nó cũng không phải là một cái gì quá xa vời. Mình không cần một cái data platform mà nó thật sự phức tạp, nó rất là nhiều tool khác nhau, gần nhiều data scientist, data engineer khác nhau. Thì tùy quy mô của mỗi công ty, mà như như AC ở đây là một mô hình kinh doanh rất là đơn giản, nhưng mà vì cái cách các bạn tổ chức data rất là gọn gàng, rất là clean, nên mình hoàn toàn có thể sử dụng data của các bạn phân tích trên Excel Pivot Table thôi để ra được một cái chiến lược kinh doanh cho các bạn. Ok, dạ cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn My rất là nhiều. Cảm ơn My rất là nhiều. Thì mình xin có một vài lời thí dụ. Hồi nãy bác là đã trình bày, các bạn thấy bác là trình bày một cái overview rồi đúng không ạ? Thì overview của BA cho company success. Thì bạn My đi sâu vào một cái special case đó là BA in growth marketing. Thì các bạn thấy là BA thì nó luôn luôn nó phải đi với operation, tức nghĩa là bạn phân tích xong thì bạn phải có khả năng bạn bạn make decision và bạn phải 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 act, bạn phải thực hiện những cái hành động để mà sử dụng những cái data đó đúng không ạ, chứ không phải là chúng ta chỉ phân tích xong rồi ngồi nhìn chơi thôi. Thì cái case của My đưa ra rất là cụ thể là chúng ta phân tích như thế nào và chúng ta dùng những cái insight từ những cái phân tích đó nó dẫn đến những cái action của công ty như thế nào, công ty nên làm những cái gì tiếp theo để đạt được cái mục tiêu là grow.